Israel và đồng minh đã bắn hạ hầu hết số tên lửa đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay lập tức tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công, gọi đây là sai lầm lớn mà Iran sẽ phải trả giá. Cuộc tấn công đánh dấu thay đổi đáng kể trong tính toán của Iran sau nhiều tuần Israel leo thang tấn công vào hai lực lượng ủy nhiệm của họ là Hamas và Hezbollah. Iran lâu nay chủ yếu hành động qua lực lượng đại diện vì lo ngại có thể bị kéo vào cuộc đối đầu trực tiếp với Israel, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với chế độ khi nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh bị áp sát ở Tehran vào cuối tháng 7, các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố sẽ phản ứng thích hợp nhưng rồi chủ yếu để Hezbollah làm điều đó. Và khi Israel tăng cường chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah ở Liban, trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Israel và tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào Yemen. Qua những hành động như vậy, dường như Iran chưa phát huy vai trò lãnh đạo của trục kháng chiến chống lại israel là một trụ cột trong chính sách của nhà nước iran nền tảng chính trị iran được thiết lập dựa trên mục tiêu thách thức mỹ và giải phóng các vùng đất của palestine mà israel chiếm đóng những điều đó đã trở thành bản sắc của nhà nước iran vì vậy nếu iran không hành động theo nguyên tắc này bản sắc của họ có thể sẽ suy yếu nghiêm trọng tuy nhiên iran đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng khi tấn công israel trực tiếp ở trong nước chính quyền iran cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng với nhiều cuộc biểu tình kéo dài trong những năm gần đây Phong trào phụ nữ cuộc sống tự do quy mô lớn nổ ra sau cái chết của cô gái Massa Amini trong đồn cảnh sát đạo đức vì đội khăn trùm đầu đúng cách. Ngoài ra còn có một phe bất đồng chính kiến lớn ở Iran phản đối chính sách chống Mỹ và chống Israel. Vì vậy, các nhà quan sát cho rằng chính quyền Iran lo ngại việc họ đối đầu trực tiếp với Israel và Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những tiếng nói bất đồng chính kiến nội bộ và đe dọa nghiêm trọng sự tổn vong của chế độ. Nỗi lo đó góp phần khiến Iran muốn tránh tiến đến chiến tranh trực tiếp với Israel. Iran vừa có tổng thống mới, Masoud Pezeshkian, người thuộc phe cải cách và mong muốn cải thiện quan hệ của Iran với phương Tây. Ông đã nói đến khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran với các cường quốc, người tín hiệu rằng Iran đã sẵn sàng đàm phán với người Mỹ. Tuy nhiên, bối cảnh khu vực đã hoàn toàn thay đổi từ khi thỏa thuận đó được đàm phán với chính quyền cựu tổng thống Barack Obama năm 2015. Iran bị phương Tây quay lưng trong những năm gần đây, thậm chí còn hơn thế nữa kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra cách đây một năm. Kể từ đó, không một quốc gia phương Tây nào coi việc nối lại đàm phán hạt nhân với Iran là phù hợp hoặc có lợi về mặt chính trị. Thời điểm này được đánh giá là bất lợi cho chương trình nghị sự của Tổng thống Pezeshkian để ông có thể giúp đất nước được giảm bớt hoặc bỏ trừng phạt. Tổng thống cũng không phải là người ra quyết định ở Iran mà là Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao những người xem xét các vấn đề chiến tranh, hòa bình và quyết định phương hướng hành động của đất nước. Đại giáo chủ cũng là nguyên thủ quốc gia, có quyền bổ nhiệm người đứng đầu quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Các tướng lĩnh IRGC ủng hộ hành động mạnh mẽ và cương quyết hơn với Israel từ khi chiến tranh nổ ra ở giải Gaza. Và có vẻ nhà lãnh đạo tối cao cuối cùng đã lắng nghe ý kiến này. Chính quyền Iran dường như đã nỗ lực duy trì sự cân bằng mong manh giữa các yếu tố, bảo vệ bản sắc nhà nước của Iran và những gì nước này đại diện trong khu vực quản lý những tiếng nói bất đồng chính kiến nội bộ và đảm bảo sự tồn tại của quốc gia. Trong những trường hợp bình thường, Iran dễ dàng duy trì sự cân bằng đó. Đến giờ, cán cân đã nghiêng. Từ quan điểm của Iran, Israel đã hành động quá táo bạo với các lực lượng ủy nhiệm của họ, khiến Tehran không thể tiếp tục khoanh tay nữa. Iran có vẻ cũng nhận thấy họ cần phải nhấn mạnh bản sắc chống Mỹ, chống Israel, kể cả phải đương đầu với sự bất mãn nội bộ gia tăng ở mức độ chấp nhận được với cuộc tấn công vào israel vừa qua iran cũng phải chuẩn bị cho một rủi ro khác hành động đáp trả trực tiếp của israel và chiến tranh toàn diện nổ ra xung đột ở khu vực rõ ràng đang diễn biến theo đúng bài của thủ tướng israel benjamin netanyahu nhà lãnh đạo này sẵn sàng tấn công iran và muốn mỹ cũng làm như vậy giờ đây israel đã có cớ để đáp trả iran và kéo mỹ vào cuộc xung đột không may là iran cũng chuẩn bị cho khả năng xung đột bao trùm toàn bộ vịnh ba tư vì bất kỳ hành động trả đũa nào của Israel và có thể cả Mỹ sẽ khiến các khí tài của Mỹ ở khu vực này, bao gồm tàu chiến và tàu thương mại, dễ trở thành mục tiêu tấn công của Iran và các đồng minh. Điều này sẽ mang những hàm ý lớn đối với thương mại và an ninh khu vực. Điều khác lạ của lần tập kích tên lửa này là ở chỗ nó được Tehran tiến hành mà không thông báo trước như đợt tấn công ngày 13 tháng 4 chính vì thế dù được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh phương Tây hệ thống đánh chặn chứa danh của Israel cũng mất thiêng. Tel Aviv cũng đã ra tuyên bố sẽ có đòn đáp trả khủng khiếp với Iran. Sau vụ tấn công hãng thông tấn Aia Novosti dẫn tuyên bố của ngoại trưởng Iran Abbas Arabchi cho biết đòn tấn công tên lửa vào Israel là một hành động tự vệ hoàn toàn phù hợp với các quy định của hiến trương Liên hợp quốc. Iran chỉ thực hiện quyền phòng thủ hợp pháp theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc và chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự và an ninh. CNN xác nhận mục tiêu mà Iran nhắm đến, gồm trụ sở cơ quan tình báo quốc gia Mossad và các sân bay quân sự Navatim và Hazim của Israel. Một số căn cứ gần Tel Aviv cũng bị tấn công. Hãng tin Lenta của Nga dẫn các nguồn tin tại cả Iran và Israel nhận định Tehran đã sử dụng 250 đến 500 tên lửa đạn đạo tầm xa trong vụ tấn công, điều khá đặc biệt là 80% số tên lửa tấn công đã vượt qua được lưới lửa đa tầng thuộc loại chứ danh bậc nhất trên thế giới của Israel cũng như các hệ thống lá chắn trên hạm của Mỹ và đồng minh trong khu vực để đánh trúng các mục tiêu. Phải chăng các lá chắn tên lửa trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ của Israel đã mất thiêng? Những yếu tố nào làm nên trận tập kích vô tiền khoáng hậu của Iran? Hãy cùng đi tìm lời giải. Thứ nhất, yếu tố bất ngờ. Nếu như trong đòn tập kích bằng tên lửa và UAV tự sát diễn ra vào ngày 13 tháng 4, Iran đã chủ động bán tin qua các nguồn trung lập tới Mỹ và Israel về việc sẽ động binh trước 72 giờ thì đợt tấn công đêm ngày 1 tháng 10 gần như bất ngờ. Lầu Nam Góc chỉ kịp đưa ra cảnh báo về khả năng Tehran tấn công tên lửa vài giờ trước khi Iran khai hỏa. Thực tế, dù có sự chuẩn bị nhưng để đối phó với các đợt tấn công tên lửa quy mô lớn thường rất khó khăn. Những hình ảnh do người dân Israel ghi lại trong đêm ngày 1 tháng 10 đã cho thấy một bầu trời sao giữa tên lửa đạn đạo của Iran và tên lửa đánh chặn của Israel. Điều này chứng tỏ lực lượng phòng vệ Israel IDF có sự chuẩn bị nhưng như thế không đủ. Nói về phòng thủ tên lửa, thời điểm có xác suất diệt mục tiêu cao nhất chính là trước khi tên lửa đạn đạo hồi quyền để tăng tốc. Ở giai đoạn này, tên lửa tấn công có tốc độ bay thấp và quỹ đạo dễ bị bắn hạ nhất. Chính những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, khi tên lửa của Iran bước vào pha cuối tiếp cận mục tiêu, thì các tổ hợp đánh chặn của IDF tỏ ra đuối sức. Thứ hai, về số lượng. Với vài trăm tên lửa mà Iran sử dụng, Israel cần số lượng tên lửa nhiều gấp 3-5 lần để vô hiệu hóa. Cánh nặng này không dành cho Aydendam mà thuộc về Patriot, Davis Link cũng như là Erdogan nhiều khả năng hệ thống của Israel đã bị tấn công bão hòa, trắng bệ, không còn khả năng phòng thủ. Thứ ba, chiến thuật tinh vi. Tehran đã rút kinh nghiệm từ đợt tấn công ngày 13 tháng 4 để tổ chức đợt tập kích tên lửa quy mô lớn trong thời gian ngắn, đánh tập trung vào một số vị trí quan trọng đã được lên kế hoạch trước. Điều này khiến lưới lửa của Israel dù có phát hiện cũng không có đủ cơ số đạn để đánh chặn, trong khi thời gian phản ứng rất gấp trước tình huống vô cùng phức tạp nảy sinh trên không với những lý do trên không khó để giải thích tại sao hệ thống phòng thủ tên lửa israel không hoàn thành nhiệm vụ trước cơn mưa tên lửa của iran điều này cũng bao hàm lời cảnh báo từ tehran tới tel aviv rằng các đòn tấn công tiếp theo sẽ khốc liệt hơn ngay sau khi khói lửa vỡ tan, trang tin ASEAN dẫn các nguồn từ Israel nhận định Tel Aviv sẽ tiến hành một đòn tấn công trong vài ngày tới để đáp trả đòn tập kích tên lửa quy mô lớn hôm 1 tháng 10 có thể đánh vào các cơ sở sản xuất dầu và các cơ sở chiến lược khác, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các nguồn tin từ Washington thông báo Nhà Trắng đã nói rõ rằng họ ủng hộ phản ứng của Israel nhưng tin rằng hành động này nên được thực hiện với sự kiềm chế về phần mình việc israel yêu cầu phía mỹ cung cấp thêm các hỗ trợ để tel aviv đối phó với iran chỉ ra những dấu hiệu cho thấy tel aviv sắp có đòn tấn công đáp trả iran trong kịch bản đơn giản nhất idf có đủ khả năng sử dụng kho uav tấn công đa dạng bậc nhất thế giới tấn công áp chế và làm suy yếu hệ thống phòng không của iran để mở đường cho các đòn tấn công bằng tên lửa không đối đất chính xác cao như dehila tên lửa hành trình do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Israel Military Industries chế tạo để tấn công vào các bãi phóng tên lửa, vị trí tập trung lực lượng tấn công của Iran. Đây có thể coi như đòn tấn công phòng ngừa với những biến số về khả năng leo thang xung đột tối thiểu. Sau đó, Iran chắc chắn sẽ đáp trả bằng cơn mưa tên lửa và UAV tự sát. Kết hợp với đó, trục kháng chiến trong vùng Trung Đông như Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Liban hay các nhóm Hồi giáo dòng Siết ở Iraq và Syria sẽ ra tay. Tuy nhiên, kịch bản có thể dừng lại ở các đòn trả đũa qua lại giữa các bên và khó có thể đẩy xung đột lên tới mức toàn diện. Trong kịch bản thứ hai, Israel có thể sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa kết hợp với tên lửa hành trình phóng từ trên không và từ tàu ngầm, có thể đã ém sẵn ngoài khơi vịnh Pesian nhằm thẳng vào căn cứ hạt nhân quan trọng nằm ở miền trung Iran hệ thống phòng không của iran có thể mạnh mẽ nhưng năng lực đối phó với các đòn tập kích đường không bằng các loại vũ khí đạn đạo và tên lửa hành trình chính xác cao như những loại israel có trong trang bị sẽ rất hạn chế sự nguy hiểm của đòn trả đũa này sẽ khiến iran kích hoạt toàn bộ năng lực tấn công vào không chỉ lãnh thổ israel mà còn những cơ sở nước ngoài của họ cuộc chiến toàn diện kết hợp với lực lượng ủy nhiệm của iran xung quanh lãnh thổ israel sẽ đẩy tel aviv vào thế phải chiến lâu dài và không có hồi kết Thậm chí, nếu có chiến thắng thì cũng như chiến thắng kiểu Pyrrhus, tức là thắng mà như thua. Điều này cũng được giới chức Israel dự đoán với hãng tin NBC News. Theo đó, Tel Aviv đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công kéo dài nhiều ngày có thể xảy ra từ Iran và phong trào Hezbollah. Họ sẽ cố gắng làm chúng tôi kiệt sức, quan chức Israel nhấn mạnh. Nhằm gian đe đối phương, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, tuyên bố Israel sẽ phải đối mặt với các đợt đáp trả mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu Ten Aviv phản ứng trước hành động của Tehran, nước này sẽ phải đối mặt với các đợt tấn công tàn khốc. Xung đột giữa Israel và Iran cùng với các đồng minh hiện tại có thể coi như thùng thuốc súng đã được châm ngòi. Tuy nhiên, căn cốt của vấn đề xung đột hiện tại chưa đẩy các bên vào thế sinh tồn, mà nằm chủ yếu ở việc giữ thể diện. Cả Iran và Israel đều hiểu năng lực và tiềm lực của nhau, không ai muốn đẩy xung đột lên tới mức để đồng quy vô tận nhà khoa học chính trị và chuyên gia về các vấn đề của các nước Trung Đông người Nga Stanislav Tarasov đánh giá cả Iran và Israel không sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn tại Trung Đông ở thời điểm hiện tại. Theo đánh giá của chuyên gia này, tất cả các dấu hiệu, bao gồm cả động thái của giới lãnh đạo Iran, đều cho thấy Tehran thực tế không muốn đẩy căng thẳng tới mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, họ cần phải đáp trả để giữ thể diện. Ông Tarasov nói không ai sẵn sàng cho cuộc chiến này. Cuộc xung đột càng lôi kéo nhiều bên tham gia thì khả năng xảy ra chiến tranh càng thấp. Đây là điều thứ nhất. Vấn đề thứ hai là Mỹ sẽ không tham gia cuộc chiến này vì chiến dịch bầu cử Tổng thống đang tới gần. Không bên nào ở Mỹ có thể đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới cuộc xung đột của Israel với Iran. Chuyên gia Stanislav Tadasov đánh giá, Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn là người ra quyết định cuối cùng khi con đường chính trị của ông ấy đã chấm dứt. Đồng thời, Iran đang bắt đầu đi theo con đường chính sách đối ngoại mới để gây sức ép lên phó Tổng thống Mỹ Harris rằng nếu xung đột xảy ra, Tehran sẽ làm mọi cách để ủng hộ ông Donald Trump. Mặc dù ông này có quan điểm chống Iran gay gắt, nhưng kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn. Trong cuộc họp nội các vào ngày 2 tháng 10, Tổng thống Iran Masao Pezeskian cho biết trong vụ tập kích trước đó một ngày còn gọi là chiến dịch lời hứa đích thực hay, hệ thống phòng không vòng sắt nổi tiếng của Israel đã không thể đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo nào của Iran. Ông Pezeskian cho biết cuộc tập kích một lần nữa chứng minh hệ thống vòng sắt của Israel mong manh hơn thủy tinh. Tổng thống Pezeskian khẳng định Iran không muốn nhưng cũng không sợ chiến tranh, cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh tay bất cứ sai lầm mới nào của Israel. Ông Pezeskia nói, chiến dịch trả đũa mới nhất chứng minh Iran sẽ không bao giờ coi nhẹ danh dự và tự hào quốc gia. Vòng sắt do hãng quốc phòng Rafael của Israel hợp tác với Raytheon của Mỹ chế tạo có tỷ lệ đánh chặn mục tiêu rất cao, nhưng chủ yếu đối phó với mục tiêu bay chậm, thấp và có quỹ đạo dễ dự đoán như tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV, rocket, đạn pháo và đạn cối. Hệ thống vòm sắt không được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Nhiệm vụ này được giao cho hệ thống phòng thủ tầm xa Adol 2 trên 3 và tầm trung David Sling. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, vào ngày 1 tháng 10 phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel để trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và chuẩn tướng IRGC Abbas Niforosan. IRGC tuyên bố 90% tên lửa đánh trúng mục tiêu dù những nơi này được bảo vệ bởi các tổ hợp phòng không tiên tiến. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đánh chặn phần lớn tên lửa Iran. Tuy nhiên, IDF sau đó thừa nhận một số tên lửa Iran đã đánh trúng căn cứ không quân Israel nhưng không gây ra thiệt hại về hạ tầng quan trọng, phương tiện chiến đấu hay nhân sự. Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Iran-Israel tăng nhiệt sau loạt sự kiện. Israel tuyên bố sẽ trả đũa chiến dịch tấn công tên lửa của Iran vào thời gian và địa điểm mà họ chọn. Truyền thông Iran đưa tin rằng cuộc tấn công hôm 1 tháng 10 bằng tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Nevatim đã phá hủy lượng lớn tiêm kích tàng hình F-35I đang trú đóng tại đây. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định những tuyên bố này dường như là động thái tuyên truyền của Iran nhằm mục đích tác động đến dư luận và phóng đại mức độ thành công của các cuộc tấn công. Căn cứ không quân Nevatim là nơi đóng quân của hai phi đội máy bay chiến đấu F-35I thế hệ thứ năm của không quân Israel. Các nguồn tin truyền thông Iran thông báo rằng căn cứ này đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công. Trong một diễn biến gần đây, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Mohammad Bagheri đã thông báo với Press TV rằng lực lượng Iran đã nhắm vào một số địa điểm quân sự quan trọng của Israel, trong đó có căn cứ không quân Nevatim nơi triển khai tiêm kích F35I, cơ sở quân sự Netzarim và cục tình báo Tenov. Đáp lại vụ tấn công, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi cuộc tấn công bằng tên lực của Iran là một sai lầm lớn và tuyên bố rằng Tehran sẽ phải chịu hậu quả. Ông Benjamin Netanyahu khẳng định Iran đã phạm một sai lầm lớn ngày hôm nay và sẽ phải trả giá. Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả thù kẻ thù của chúng tôi. F35IAD là biến thể được hãng Lockheed Martin phát triển từ dòng F35 Lightning II dành cho Israel. Nó được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ bao gồm tấn công mặt đất, chiếm ưu thế trên không, tình báo, giám sát và trinh sát ISR. Một đặc điểm nổi bật của F-35i Adir là khả năng tích hợp các hệ thống và biện pháp đối phó do Israel phát triển, cho phép nó gây nhiễu hiệu quả các hệ thống dẫn đường tên lửa và radar của đối phương. Những tùy chỉnh này cung cấp cho F-35i Adir khả năng nâng cao để chống lại hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương và thực hiện các hoạt động tấn công với độ chính xác đáng kinh ngạc. Binh sĩ Israel trong quá trình thực hiện chiến dịch trên bộ ở Lebanon đã tiến hành nhiều cuộc đột kích cơ sở hạ tầng dưới lòng đất của Hezbollah gần biên giới. Đoạn video được trang web của chính phủ Israel gov.il đăng tải cho thấy các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ nước này IDF đã thực hiện hoạt động xâm nhập vào một căn cứ ngầm của Hezbollah trong địa phận làng Mays Ez nằm cách đường ranh giới xanh, tức là khu vực phân định ranh giới giữa Israel và Lebanon vài trăm mét dựa trên những hình ảnh được công bố các binh sĩ israel trong quá trình khám xét làng Meis ezizaban đã phát hiện một căn nhà nhỏ tại đó được hezbollah sử dụng làm lối vào căn cứ dưới lòng đất sau khi thâm nhập vào bên trong lính idf chia thành từng tốp và tiến hành khám xét sau khi việc khám xét hoàn tất phía israel đã cho phá hủy căn cứ trên theo gov il các hoạt động quân sự trên bộ của IDF bên trong lãnh thổ Lebanon đều nhằm mục tiêu đẩy lùi nhóm vũ trang Hezbollah khỏi khu vực biên giới để người dân sống ở miền Bắc Israel có thể quay trở về nhà an toàn. Sáng sớm ngày 3 tháng 10, Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở thủ đô Beirut của Lebanon, trong khi phong trào Hezbollah cảnh báo đây mới chỉ là hiệp đầu tiên. Theo hãng tin Reuters, các nhân chứng cho biết có một vụ nổ lớn xảy ra và một nguồn tin an ninh nói rằng vụ nổ này nhắm vào một tòa nhà ở khu vực Ba Châu Đa thuộc trung tâm Beirut gần Quốc hội. Đây là cuộc tấn công gần nhất với trụ sở chính phủ Libanon. Theo các quan chức an ninh Libanon, ba tên lửa cũng đã đánh trúng khu vực phía nam của Dahije, nơi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng vào tuần trước. Israel xác nhận đã thực hiện một cuộc không kích chính xác vào Beirut. Israel cũng thông báo đã phá hủy hơn 150 cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại miền nam Lebanon. Tuyên bố của không quân Israel nhấn mạnh lực lượng biệt kích, lính dù, thiết giáp phối hợp với không quân nước này đã tiến hành một số hoạt động tập trung tại miền nam Lebanon. Trong các cuộc giao tranh cận chiến, binh sĩ Israel đã tiêu diệt nhiều thành viên Hezbollah, phá hủy cơ sở hạ tầng của phong trào này, bao gồm các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và vị trí phóng tên lửa. Trước đó vào ngày 2 tháng 10, quân đội Israel xác nhận đã có 8 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon. Cũng theo quân đội Israel, 7 binh sĩ đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công khác và 7 binh sĩ đã bị thương. Trong khi đó, Mohammad Afif, trưởng phòng truyền thông của Hezbollah tuyên bố, nhóm này có đủ nhân sự, vũ khí và đạn dược để đẩy lùi Israel. Ông nói với các phóng viên ở miền nam Lebanon, chúng tôi đảm bảo với kẻ thù rằng đây chỉ là hiệp đầu tiên, những gì đã xảy ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ông tuyên bố Hezbollah sẵn sàng hiến dâng máu và linh hồn để bảo vệ quê hương. Ông Afib cũng cảnh báo rằng ưu thế trên không của Israel sẽ trở thành tổn thất trên mặt đất.